nếu gặp ông Biden tháng 11 tới, ông Tập sẽ nói gì? Thưa quý vị, tháng 7 ông Tập gọi điện cảnh báo Mỹ không nên đùa với lửa về vấn đề Đài Loan. Tháng 8 bà Pelosi đạp sóng dữ hiên ngang đến thăm Đài Loan. Tháng 11 tới ông Tập gặp ông Biden sẽ nói gì? Báo Wall Street Journal đưa tin ngày 12 tháng 8 cho biết, các quan chức Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tiềm năng của ông Tập tới Đông Nam Á vào tháng 11 tới. Đây có thể là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Chuyến đi cũng có thể bao gồm một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Từ lâu, đội ngũ của ông Biden đã tìm kiếm một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan, thương mại và một loạt các vấn đề khác. Theo Reuters, tòa Bạch Ốc vẫn đang tiếp tục thúc đẩy một cuộc gặp tiềm năng nói trên và ông Biden vẫn để ngỏ khả năng gặp mặt trực tiếp với ông Tập bên lề thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào tháng 11 tới.